Cầm cái bằng bác sĩ này nè, đi xin việc không ai nhận, xin vô bệnh viện, nhớ năm đó là xin vô bệnh viện Hùng Vương, nộp hồ sơ vô người ta không thèm trả lời luôn hả. Nhưng mà sau đó anh thi nội trú hả, nè thi nội trú, khi mà em có cái bằng bác sĩ nội trú bệnh viện này nè thì gần như là em muốn xin bệnh viện nào cũng được. Cái bằng thạc sĩ khoa nó bự lắm, nó bự gấp đôi cái bằng nội trú này, em thấy không, nè bằng nội trú nè, cái bằng bác sĩ khoa, thạc sĩ khoa nè, đó nó bự vậy nè, gấp đôi luôn. Còn đây là cái bằng chuyên khoa 1, chuyên khoa 1 phẫu thuật tạo hình. Thì có nhiều em á, ở đây nó có cái mọc nổi nè, ở đây nó sẽ dập cái mọc nổi lên đây, cho nên là đây cái mọc nổi đây nè, nổi đây nè ha, cái mọc nổi nè. Mà có nhiều em đi ép nhựa lên á, ép ép dẻo lên á, ép nhựa ép kiến lên á, thì cái mọc này nè nó không tốt. Nói chung là phải cái bằng phải để, nói chung là cái bằng phải để trần vậy nè, không có được ép lại, tại vì nó có cái mọc nổi mà mình ép lại rồi sao mình sợ thấy cái mọc nổi nữa. Cái bằng bác sĩ nội trú của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp nè, nó thì nó cũng có cái mọc nổi ở đây nè đó, thì anh cũng không ép lại luôn, cũng để vậy luôn. Còn cái bằng thạc sĩ á, thì không có mọc, không có đóng cái mọc nổi vô cái hình, mà nó có cái tem nè, cái tem nè, cái tem của Bộ Giáo dục và Đào tạo nè đó. Nói chung cái bằng thạc sĩ á, là của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, còn cái bằng bác sĩ nội trú với bằng bác sĩ chuyên một, cái phôi là của Bộ Y tế nè, nè đó, của Bộ trưởng Bộ Y tế nha, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng bác sĩ nội trú. Cái phôi bằng mà của chuyên khoa 1 mà phẫu thuật tạo hình á nè, phẫu thuật tạo hình á, chuyên khoa 1 phẫu thuật tạo hình á, là anh học của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thấy không?